Em thường tự hỏi, có bao nhiêu phần trăm phụ nữ Việt Nam chưa hề vuốt ve mái tóc của chồng? Mẹ em có kể lại là ngày xưa, ở những gia đình gia giáo, người mẹ phải dạy cho con gái là không được sờ vào đầu chồng. Mẹ em cũng để ý là đã gần 2 tuần rồi, không thấy anh sang nhà em. Ba anh cũng lấy làm lạ.